Rick đã làm gì với lyric của mình trong Bên Mạn Thuyền? Một kẻ đáng ghét chỉ là thứ để ta đánh giá. Ta là khán giả trong phiên tòa không ai phán xét. Nếu như lòng tin là thứ còn lại đáng giá, khi mày bán hết mày mới biến thành kẻ đáng chết. Anh vẫn đang tìm đu đưa bên mạn thuyền, cùng những người bạn hiền và những cơn sóng đang ngã nghiêng. Lạc đến một vùng biển, một hòn đảo không xa Lim, nơi đó có nàng tiên với đôi cánh màu vàng kim. Và anh hàn huyên đến khi vào căn phòng than tím, những gì còn lại khan hiếm khi loài người tan biến. Một chiếc hộp điện vang lên những bài nhạc tình, để chào mừng anh lạc vào thế giới hoạt hình.